đồng hành cùng khóa học văn vip 2k6 của học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Chúng ta sẽ có 10 câu thơ tiếp như sau ạ. À. Đây các bạn ơi chúng ta sẽ có 10 câu thơ tiếp như sau. Nhớ khi giặc đến giặc lùng rừng cây núi đá ta cùng đánh tây. Đó. Núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội rừng vây quân thù, mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng. Ai về ai có nhớ không? Ta về ta nhớ phủ thông đèo ràng, nhớ sông lô nhớ phố ràng, nhớ từ cao lạng nhớ sang nhị hà. Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng phân tích cái đoạn thơ này nha Mặc dù là nếu như xét về cái tỷ lệ á thì cái đoạn thơ này cũng là cái đoạn thơ khá là ít ra bởi vì nó đã xuất hiện trong đề thi năm 2020 rồi. Nhưng ít ra không có nghĩa là 100% nó không ra, giống như là tám câu thơ trong bức tranh tứ bình, đúng không ạ? Thế thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là với bốn à, cái câu thơ đầu tiên. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, Rừng cây núi đá ta cùng đánh tây, núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội rừng vây quân thủ Các bạn ơi, chúng ta sẽ có cái bố cục là bốn câu đầu tiên. Bốn câu đầu ở trong cái đoạn thơ này thì các bạn thấy cái hình ảnh nào là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất ạ? Các em các em thấy hình ảnh nào là cái hình ảnh mà các bạn thấy xuất hiện nhiều nhất ở đây ạ? à đương nhiên rồi đây là cái đoạn thơ nói về những ngày đầu kháng chiến vô cùng gian khổ đó là trong cái giai đoạn mà quân ta chưa có đủ lực lượng chưa có đủ sức mạnh để chúng ta có thể gì ạ à? có thể tiến hành những cái cuộc tổng tấn công mà ở thời điểm này chúng ta vẫn đang trong cái giai đoạn gọi là gì à phòng ngự này cầm cự này và ở thời điểm này thì bộ đội ta phải dựa vào sức dân phải dựa vào núi rừng việt bắc với một cái địa thế vô cùng hiểm trở để có thể tiến hành những cái chiến lược thật là hiệu quả để đánh địch đúng không ạ thế thì chúng ta có thể thấy rằng là ở trong bốn cái câu này thì hình ảnh gì ạ hình ảnh rừng và núi đúng không hình ảnh rừng và núi xuất hiện phải không ạ hình ảnh rừng và núi. Đúng không ạ? Hình ảnh rừng và núi được lặp đi lặp lại đến bao nhiêu lần đây ạ? À nhớ khi giặc đến giặc lùng rừng này. Đúng không ạ? Ta cùng đánh Tây núi này. Đúng không ạ? Tiếp tục lại núi này. Đúng chưa nào? Rồi gì nữa? Rừng này. Rừng này, phải không ạ? À rừng và núi xuất hiện tới 5 lần. Trong 4 câu thơ phải không ạ? À? Lặp đi, lặp lại. Và dường như chúng ta có thể thấy rằng là nó đang được tố hữu giải kín những câu thơ. Phải không ạ? À? Giải kín đất Việt Bắc. Giải kín đất Việt Bắc. Ok chưa nào? Giải kín câu thơ, giải kín đất Việt Bắc. Và chúng ta có thể thấy được là gì ạ? Đúng là như vậy bởi vì nếu như mà chúng ta thấy là về địa hình của mảnh đất Việt Bắc này thì rõ ràng là gì ạ? Thì rõ ràng là à núi và rừng chính là những cái đặc điểm tự nhiên cực kỳ đặc trưng ở Việt Bắc. Phải không ạ? Những cái dãy núi treo leo rừng bạt ngàn. Phải không nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Và nó đã tạo thành một cái gì? nó đã tạo thành thế hiểm trở đúng không tạo thành một cái địa thế địa thế hiểm trở phải không ạ à? tạo thành một cái địa thế hiểm trở tạo thành một cái trường thành để gì à tạo thành một cái trường thành để làm gì ạ để có thể vây bọc quân thủ dừng che bộ đội dừng vây quân thù mà đúng không ạ vừa là để gì ạ à? vừa là để thuận lợi cho gì vừa là để thuận lợi cho quân ta đúng không vừa là để vây bọc quân thù đúng không nào bao vây quân thù đúng chưa ạ à? và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ như chị đã nói đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể thấy là về cái lực lượng của chúng ta chưa có đủ mạnh thế nên thành ra là khi trong những cái thời điểm mà giặc đến giặc lùng ấy là cái thời điểm mà chúng nó bắt đầu đi à, đúng không ạ để với một cái mục đích là có thể giết được càng nhiều càng tốt tiêu diệt được càng nhiều quân ta thì càng tốt đúng không ạ sau mỗi cái đợt lùng quét thì chúng ta có thể thấy rằng là quân ta đang ở trong một cái giai đoạn khó khăn để xoay sở tình thế. Biết được rằng là địch mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng mà gì à nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đang có được một cái lợi thế. Đó chính là chúng ta hiểu về cái địa hình của vùng đất Việt Bắc này. Đúng không ạ? Vậy nên là chính cái lợi thế đó và cái việc tận dụng cái lợi thế của địa hình đó đã giúp cho chúng ta có được những cái lợi thế nhất định mặc dù trước một cái sức mạnh cực kỳ lớn của kẻ thù. Các bạn sẽ chú ý giúp chị nhé. Và ở trong cái câu những câu thơ này thì các bạn có thể thấy là gì nhỉ? À chúng ta có thể thấy rằng là sử dụng những cái phép sử dụng phép tu tư, từ tư, tư nhân hóa. Đúng không ạ? À, khi mà rừng cây núi đá ta cùng đánh tây đúng không hay là gì ạ à? núi răng núi tre rừng vây phải không ạ à? các bạn có thể thấy ạ à, liên tục là những cái biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng ở đây mặc dù chúng ta đều biết rằng đó là suy cho cùng thì rừng hay núi thì chỉ là những cái gì ạ à, thực thể vô tri thôi nhưng mà bây giờ trong những cái trang viết của nhà thơ tô hữu thì chúng ta lại có cảm giác như rừng và núi đang hợp lực cùng với ta đang hợp lực cùng với con người để có thể gì ạ à? đánh đuổi quân xâm lược hợp lực cùng với con người để đánh đuổi kẻ thù không ạ à. hợp lực cùng với con người để có thể đánh đuổi kẻ thù đúng không ạ và các bạn có thể thấy rằng là gì chúng ta có thể thấy rằng là thật ra ấy là dùng hình ảnh giữa thiên nhiên nhưng nếu như chúng ta xét nó trên một cái góc độ đó là cái biện pháp hoán dụ lấy vật chứa đựng để chỉ vật bị chứa đựng thì đây bản chất vẫn là cái sự đồng lòng của con người Việt Bắc với cán bộ cách mạng trong một cái cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ đó các bạn nhá. Hãy chú ý giúp cho chị là như vậy được không nào? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là ở cái cặp lục bát thứ hai này chúng ta sẽ thấy ngay được cái nhiệm vụ đúng không ạ? À? chúng ta thấy ngay được cái nhiệm vụ à, của thiên nhiên núi rừng Việt Bắc đó là gì? đó là núi răng thành lũy, núi che bộ đội, rừng vây quân thù, phải không ạ? À? và chúng ta có thể thấy rằng là rừng trở nên kiên quyết và giữ dằn với việc là cùng vây để tiêu diệt quân thù, trở che cho bộ đội đúng không ạ? À? trở che cho bộ đội phải không nào còn ở đây chúng ta có thể thấy là gì núi thì đã kết lại với nhau để răng thành lũy sắt dày để làm gì ạ để bảo vệ cho bộ đội để cản trở gì nào à để cản trở cái chặng đường tiến vào lùng đúng không ạ vây lùng của quân địch và chúng ta có thể thấy rằng là chiến khu việt bắc mặc dù với một cái địa thế vô cùng hiểm trở địa thế hiểm trở thế nhưng nó lại trở thành cái lợi thế cho quân và dân ta trong giai đoạn lúc bấy giờ được không ạ à? nó đã trở thành một cái lợi thế cho quân và dân ta trong giai đoạn lúc bấy giờ và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ à? với những cái điều đó quả thực chúng ta đã có thể thấy đây thực sự là một cái mảnh đất gọi là gì ạ à? địa linh nhân kiệt phải không ạ à? địa linh nhân kiệt là một cái mảnh đất mà chúng ta thấy rằng chúng ta coi nó chính là cái nôi của cách mạng việt nam được không ạ à? đó chính là cái nôi của cách mạng việt nam các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đấy là bốn câu thơ đầu tiên với sự tham gia của núi rừng Việt Bắc vào cuộc kháng chiến. Thế nhưng như chị đã nói cùng với các bạn, nếu như xét trên cái phương diện đây là một cái biện pháp tu từ hoán dụ đúng không ạ? Lấy cái vật chứa đựng để chỉ vật bị chứa đựng, đó là đồng bào Việt Bắc thì chúng ta thấy rằng là gì? Thì chúng ta thấy rằng đó là gì ạ? Đó chính là hình ảnh của rừng, của núi, của gì ạ? Rừng, núi. Nhưng thật ra đó vẫn là cái sự bảo bọc của gì? Của đồng bào đối với những người cán bộ cách mạng. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Chúng ta có bốn câu thơ đầu tiên. Sau đó chúng ta có hai câu thơ tiếp theo. Được chưa nào? Chúng ta có hai câu thơ tiếp. Mênh mông bốn mặt xương mù Đất trời ta cả chiến khu một lòng. Ok chưa nào? Hai câu thơ tiếp theo. Mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng. Thế thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? À chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái hình ảnh cho ta thấy được rằng là đất trời đúng không? Đất trời đang chìm lấp trong màn xương trong màn sương mù răng mắc khắp nơi răng mắc đang chìm trong màn sương mù răng mắc khắp nơi đúng không ạ à? và khiến cho khung cảnh bây giờ dường như là vừa lãng mạn nhưng cũng vừa uy linh bởi vì các em đều biết rằng là thật ra về cái bản chất của điều kiện tự nhiên sương ấy ở trên miền núi cao tây bắc thì đúng là có những cái thời điểm mà gọi là sương mù răng mắc mà đôi khi là chúng ta chỉ cách nhau có khoảng chừng độ 1-2 mét thôi là chúng ta đã không thấy nhau rồi. Chị nhớ là có một cái thợ đợt chị đi Sapa vào cái đợt mùa đông á. Thế xong bắt đầu sương mù nhá, đến cái mức mà đứng ở cái chỗ quảng trường gần nhà thờ ấy, mà đứng cách nhau có độ 1-2 mét thôi mà không nhìn thấy nhau. Bởi vì sao? Bởi vì là sương mù quá dày đặc. Được không ạ? Sương mù quá dày đặc các bạn ạ. À. Thế nên thành ra là đấy như chị đã nói là là sương mù răng mắc khắp nơi đây là một cái điều kiện tự nhiên rất là bình thường, một cái kiểu khí hậu thời tiết rất là bình thường ở miền Bắc và đặc biệt là ở vùng núi cao Tây Bắc. Được không ạ? À? Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng dù cho đây có là một cái hình ảnh ẩn dụ để chúng ta thấy được về những cái gì ạ? À? Về những cái sự khó khăn, về những cái sự vất vả về cái tình trạng hiện tại của dân tộc, đó là đang bị đè nén dưới chế độ thực dân, đúng không ạ? À? Bị đè nén, bị cái gì ạ? Bởi bị cái sự xâm phạm của thực dân Pháp thì tất cả chúng ta bây giờ vẫn đang mang trong mình một cái gì? Một cái tinh thần đồng lòng. Đồng lòng để làm gì ạ? À, đồng lòng để có thể gì? Để có thể tìm lại, giành lại độc lập cho dân tộc. Và chúng ta cũng có thể thấy cái câu này nó giống như là một cái câu khẳng định. Á. Khẳng định cho cái gì? Khẳng định cho cái chủ quyền. Chủ quyền làm chủ vùng giải phóng. Được không ạ? À? Làm chủ cho vùng giải phóng. Và chúng ta thấy được cái sự tương phản đó là mênh mông bốn mặt thì bây giờ là chiến khu một lòng, các em hiểu không ạ? Tức là mênh mông bốn mặt là lan tỏa ra, tỏa rộng ra thì bây giờ chiến khu một lòng tất cả lại hướng về một tâm điểm duy nhất. Ok không ạ? Thì các bạn chú ý giúp chị nhá. Cả vũ trụ núi rừng Việt Bắc giờ đây đang cùng nhìn về một hướng. Đúng không ạ? Tất cả đang cùng nhìn về một hướng được chưa nào đó là gì đó là hướng có cuộc chiến đấu trường kỳ của dân tộc ta phải không ạ à? hướng về cái sứ mệnh thiêng liêng để bảo vệ núi sông hướng về sứ mệnh thiêng liêng để bảo vệ núi sông đúng không ạ à? quê hương đất nước yêu dấu của mình và đó là một cái sự khẳng định cho khối đại đoàn kết dân tộc được không ạ à? đó là một cái sự khẳng định cho khối đại đoàn kết dân tộc sẽ làm nên những chiến công vang danh đúng không nào và đó cũng chính là cái ý tiếp theo để dẫn tới ở đây chúng ta có bốn câu thơ tiếp đây chính là bốn cái câu thơ nói về những chiến công vang danh ấy ok chưa ạ đây chính là những câu thơ nói về những chiến công vang danh ấy và các bạn có thể thấy ở đây Ai về ai có nhớ không? Ta về ta nhớ phủ thông đèo ràng, nhớ sông lô nhớ phố ràng, nhớ từ cao lạng nhớ sang nhị hà. Được không ạ? À? Và chúng ta có thể thấy rằng đây chính là bốn câu thơ để nhắc nhớ chúng ta về những chiến công oanh oanh liệt liệt ấy trong lịch sử của dân tộc và đặc biệt là ở đâu ạ? À? à ở trong cái chiến dịch ở trong cái chiến dịch gắn bó với à, Việt Bắc này. Đúng chưa ạ? À? thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đó là gì bằng cái câu hỏi tu từ đúng không ai về ai có nhớ không câu hỏi tu từ bằng cái câu hỏi tu từ này đây là một câu hỏi không cần phải trả lời thì đã thể hiện niềm vui to lớn trước những chiến thắng vẻ vang của dân tộc được không ạ à? đó là những chiến thắng gì đây ạ để rồi khẳng định là ta về ta nhớ khẳng định ta về ta về ta nhớ được không ạ và sau đó là đưa ra cái gì đấy ạ và sau đó bằng cái biện pháp liệt kê thì đã liệt kê ra những cái địa danh ở việt bắc gắn liền với những sự kiện quan trọng ví dụ như là ở phủ thông đèo giàng đây là nơi gắn liền với gì ạ? À? Đây là nơi gắn liền diễn ra những cái trận đánh hồi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, hay là trận ở sông Lô phố Ràng được không ạ? À? Đây là trận đánh gì? Đây là trận đánh sông Lô chiếm tàu Pháp trong chiến dịch Việt Bắc và trận đánh đồn phố Ràng, đúng không ạ? À? Đã giành được những cái chiến thắng huy hoàng hay là chúng ta có gì ạ? À? Cao lạng để nhắc nhớ về gì? Để nhắc nhớ về hai cái tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn và năm 1950 thì ta đã mở cái chiến dịch đó là giải phóng biên giới Việt Trung và có thể thấy rằng nhắc nhớ lại những cái chiến thắng tiêu biểu ấy cũng đồng nghĩa với việc đó là gì à các bạn đó là ta đang thể hiện một cái niềm vui ta đang thể hiện một cái sự tự hào về những chiến công vang dội mà quân và dân ta đã giành được trong hành trình giải phóng dân tộc đúng không ạ đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Ok chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Được không ạ? À? Thế thì có thể thấy rằng là gì? Đây chính là những cái chiến công tiêu biểu góp phần quan trọng mang ý nghĩa quyết định của thắng lợi của kháng chiến, quyết định thắng lợi của kháng chiến và những bước đầu quan trọng ấy đã làm thay đổi cục diện chiến trường, tạo thế lực cho cuộc kháng chiến và củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Được không ạ? À? Chúng ta cũng thấy là ở trong phần này thì có sử dụng, đó là gì? Đó là điệp từ nhớ. Đúng không ạ? À? Điệp từ nhớ. Để thể hiện điều gì đây ạ? À? Để chúng ta có thể thấy rằng là những cái người gì ạ? À, cán bộ họ luôn luôn nhớ về những cái trận đánh. Nhớ về những cái chiến công oanh oanh liệt liệt như vậy bởi vì họ luôn luôn tự hào vì mình chính là những cá nhân đã tham gia vào trong những cái cuộc kháng... những cái cuộc kháng chiến đó. Chiến thắng nào cũng phải trả giá. Có lẽ vì thế mà cái cách để ghi nhớ những chiến công oanh oanh liệt liệt đó, luôn ghi nhớ những chiến công oanh liệt đó cũng là cái cách để họ gì ạ? Họ kính cần nghiêng mình dâng lên những cái nén tâm nhang trước anh linh của những người đồng chí đồng đội của mình đã hy sinh trong những trận đánh bởi vì chúng ta biết rằng là chiến tranh là như vậy đi liền với những cái chiến công vang dội oanh oanh liệt liệt thì chúng ta còn thấy đó là cái sự mất mát đó là cái sự hy sinh của biết bao nhiêu thế hệ những cái con người họ đã sống và chết giản dị và bình tâm không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước đúng không ạ và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là họ sẽ luôn luôn mang theo những cái chiến công nhưng mang theo những cái gì ạ mang theo những cái uh, chiến công đó bên mình giống như một cái lời nhắc nhở về những chiến thắng vang dội một cái điều cực kỳ đáng tự hào thế nhưng đó cũng là tất thảy cái sự hy sinh máu xương của biết bao nhiêu thế hệ bao nhiêu lớp người bao nhiêu những người đồng chí đồng đội của họ đã ngã xuống và cái sự ghi nhớ đó đó là một cái nén tâm nhang được thắp lên để bày tỏ cái sự gì ạ để bày tỏ cái sự trân trọng Đối với những người đồng chí đồng đội Đã ngã xuống vì sự nghiệp lớn Của dân tộc, của đất nước Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Chúng ta có 10 câu thơ Được không ạ? À? Chúng ta có 10 câu thơ đầu tiên Bây giờ chúng ta sẽ có 12 câu thơ tiếp Đó là Việt Bắc Những con đường ra trận Hãy nhớ nhá, cái đoạn thơ này như chị đã nói là Chúng ta đã thi vào năm 2020 rồi thì có nghĩa là cái tỷ lệ mà nó xuất hiện Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia Là sẽ ít hơn các khổ thơ khác Các em nhá Thì chú ý giúp cho chị là như vậy Bây giờ chúng ta có tiếp tục 12 câu thơ tiếp theo Được chưa nào Chúng ta có 12 câu thơ tiếp theo Ở đây Đây là 12 câu thơ Việt Bắc những con đường xa trận Ồ oh, đợi chị chút xíu nhá Để chị có thể Được không nào Việt Bắc những con đường ra trận, những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung. Quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Ngìn đêm thăm thẳm xương dày đèn pha bật sáng như ngày mai lên tin vui chiến thắng trăm miền hòa bình tây bắc điện biên vui về vui từ đồng tháp an khê vui lên việt bắc đèo re núi hồng các bạn ơi, đây là 12 câu thơ mà như chị đã nói, đó là gì ạ? Đó là nói về khung cảnh của Việt Bắc. Việt Bắc những con đường ra trận, chính là đoạn này đây ạ. Được không nào? Đó, được không ạ? Khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong chiến đấu. Đây ạ, các bạn có thể thấy nhá. Chúng ta thấy được là gì ạ? À ở đây các bạn sẽ thấy là Việt Bắc từng khắc ghi những kỷ niệm về những cuộc hành quân ra trận, thật hùng vĩ của bộ đội và nhân dân ta. Điều này được tái hiện qua các câu thơ. Những đường Việt Bắc của ta cho đến đèn pha bật sáng như ngày mai lên có nghĩa là các bạn sẽ chia đoạn thơ này thành 8, 4, giúp chị nhá. Cái bố cục nhỏ chúng ta sẽ chia là 8, 4. Ok chưa ạ? Và các bạn chú ý giúp chị là 8 câu thơ đầu tiên chúng ta sẽ có nội dung đó là gì đây? Đó là Việt Bắc. Đúng không ạ? Những cái kỷ niệm về cuộc hành quân gia trận. Kỷ niệm. Về cuộc hành quân gia trận vĩ đại của nhân dân ta. Đó, chúng ta có 8 câu thơ này. Ok chưa ạ? Thì các bạn có thể thấy ở đây đó là gì? Đó là ở trong hai câu thơ đầu tiên chúng ta có này. Rầm rập. À được không ạ? Rầm rập. Rồi thì một cách sự khẳng định về những đường Việt Bắc của ta. Đúng không ạ? Bây giờ không còn phải là cái cá nhân nữa. Nếu như các bạn còn nhớ thì chúng ta cũng thấy được cái sự chuyển dịch này rất là rõ à, Từ nhà thơ Tố Hữu ở trong bài thơ từ ấy Các bạn có còn nhớ bài thơ từ ấy là cái bài thơ mà các bạn được học trong chương trình ngữ văn lớp 11 không ạ? Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý trói qua tim Hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim Nhớ không ạ? Các bạn có, có 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 nhớ cái cái bài thơ đó không? Các bạn có nhớ bài thơ từ ấy của nhà thơ Tố Hữu không? Tôi ban đầu là tôi, đúng không? Về sau này, tôi buộc lòng tôi với mọi người để tình trang trải khắp trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn cổ gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Và để rồi cuối cùng, tôi đã là em của vạn nhà, là tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ không áo cơm cù bất cù bơ. Có nghĩa là cái thời điểm mà một chàng trai trẻ Nguyễn Kim Thành tiếp nhận ánh sáng của Đảng của cách mạng, cái thời điểm đó vẫn đang cảm nhận được là cái tôi riêng đang hòa nhập vào gì ạ? À? Và cái ta chung của cộng đồng, đúng không nào? Cái tôi riêng đang hòa nhập vào cái ta chung của cộng đồng. Thế nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy là ở đây nó giống như là một cái sự khẳng định bây giờ là gì ạ? À? Là những đường Việt Bắc của ta của chúng ta, của nhân dân ta, của đất nước ta. Và chúng ta thấy được cả một cái chặng đường sáng tác thơ của nhà thơ Tô Hữu. Đó là một cái sự hòa nhập, một cái sự hóa thân, một cái sự hòa nhập vào cái ta chung của đất nước. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Thì như chị đã nói ở trong 8 câu thơ này, đó là hình ảnh của một đoàn quân ra trận phải không ạ? Thì ở đây chúng ta có đó là hình ảnh của một đoàn quân ra trận với gì đây ạ? Trước tiên này, từ lấy tượng thanh rầm rập. Diễn tả bước chân mạnh mẽ của cuộc hành quân, gợi lên cái nhịp độ khẩn trương, gấp gáp của số lượng người đông đảo cùng hành quân, tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp làm rung chuyển mặt đất. Được không ạ? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nha ở đây chúng ta có trước tiên đó là một cái từ tượng một từ láy tượng thanh đấy ạ à? đúng không ạ à? trước tiên chúng ta có một cái từ láy tượng thanh trước tiên chúng ta có một cái từ láy tượng thanh được không nào trước tiên chúng ta có một cái từ láy tượng thanh đó là rầm rầm để gợi ra cái sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong cái cuộc hành quân lịch sử này cuộc hành quân vĩ đại này và đó là một cái sức mạnh có cảm giác như là gì ạ làm rung chuyển mặt đất rầm rập, rập cơ mà phải không ạ à? được không nào và bên cạnh đấy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái hình ảnh so sánh cường điệu hình ảnh so sánh cường điệu đó là hình ảnh so sánh cường điệu như thế nào đây ạ đó là hình ảnh so sánh cường điệu như thế nào đây ạ à hình ảnh so sánh cường điệu này chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện rất rõ ở câu thơ tiếp theo quân đi điệp điệp trùng trùng ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan dân công đỏ đuốc từng đoàn bước chân nát đá đó được không ạ à? thì các bạn có thể thấy rằng là đây đêm đêm rùm rập như là đất chung so sánh mà để nêu bật cái sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta đấy chung lòng chung sức đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi phải không ạ à? trước tiên là như vậy nhá sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là gì ạ à? đó là hình ảnh của bộ đội của quân ta đấy được chưa nào hình ảnh đây ạ à? chúng ta có thể thấy đó là gì đó là hình ảnh rầm rập như là đất rung để nói về cái gì ạ à? khối đại đoàn kết, khối đại đoàn kết của dân tộc ta, được chưa nào? Trong cái cuộc chiến đấu đó, sau đó thì bắt đầu là chúng ta có được cái gì đây? Sau đó bắt đầu là chúng ta có được cái hình ảnh của à, những anh bộ đội cụ hồ đấy ạ, hình ảnh những anh bộ đội cụ hồ, hay nói cách khác chính là quân ta đấy ạ. Quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. À, các bạn ơi, thế thì các bạn có thể thấy rằng là hình ảnh quân ta ở đây được miêu tả như thế nào đấy? À, với những cái từ lấy chúng ta thấy điệp điệp trùng trùng. Các họa đoàn, đoàn quân đông đảo bước đi mạnh mẽ như những đợt sóng dâng trào. Và tưởng chừng như là đang kéo dài đến vô tận. Đúng không ạ? À? bên cạnh đó là một cái hình ảnh vừa hiện thực nhưng cũng mang cái tính chất ẩn dụ đó là ánh sao đầu súng hình ảnh ánh sao trong đêm tối ngời sáng đầu mũi súng ánh sao của lý tưởng dẫn đường cho người chiến sĩ đánh đuổi kẻ thù xâm lược tức là chúng ta có thể tưởng tượng nhé đó có thể là hình ảnh sao ở trên bầu trời cũng có thể là ánh sao ở trước mũ của người lính thế nhưng cũng có thể chính là ánh sao của lý tưởng đang dẫn đường cho người lính trên con đường đánh đuổi kẻ thù xâm lược và cái hình ảnh ánh sao đầu súng này cũng là một cái hình ảnh thể hiện chất lính rất rõ ràng nó khá là giống với cái hình ảnh đầu súng trăng treo ấy, của nhà thơ chính hữu cũng là một trong những cái sáng tác cực kỳ nổi bật của thơ ca kháng chiến chống pháp giai đoạn đầu các em ơi trong giai đoạn này nếu như muốn liên hệ và mở rộng thêm thì các em có thể chủ động tìm những cái tác phẩm của những nhà văn viết sáng tác trong cùng thời đó. Ví dụ như là Hồng Nguyên hay là Chính Hữu. Đó thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm nhá. Ok chưa nào? Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp đúng không? Nó thể hiện cái niềm tin lạc quan chiến thắng trong tâm hồn của người lính trên cái chặng đường ra trận của họ. Được không ạ? À? thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy vậy thì ở trong câu thơ này chúng ta sẽ chú ý để phân tích về cái từ láy điệp điệp trùng trùng và thứ hai đó là gì ạ đó là hình ảnh ánh sao đầu súng các bạn nhá điệp điệp trùng trùng ánh sao đầu súng được chưa ạ và chúng ta có thể thấy là ánh sao đầu súng ở đây vừa là một cái hình ảnh thực nhưng cũng là một cái hình ảnh ẩn dụ để chúng ta thấy được đó có thể là ngôi sao trên mũ của những người lính hay là sao của tự nhiên khi mà người lính đi hành quân ra trận trên những cái chặng đường đó là băng qua núi, băng qua đồi thì có cảm giác như là mũi súng đang gì ạ? À đang chạm vào những cái ngôi sao trên bầu trời, đúng không ạ? Thế nhưng mà đó cũng có thể là gì ạ? Là ngôi sao của lý tưởng. Được không nào? Và đây là một cái lớp nghĩa ẩn dụ, đó là ngôi sao của lý tưởng đang chiếu rọi trên con đường trên gì ạ đang chiếu rọi trong từng bước chân của những người lính đó ok chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá bây giờ chúng ta sẽ cùng có hai câu thơ tiếp đó là hai câu thơ để chúng ta thấy được rằng là gì ạ bên cạnh sự tham gia của bên cạnh sự tham gia của à, những cái người lính thì chúng ta còn thấy sự tham gia của nhân dân nữa, sự hỗ trợ của nhân dân nữa thì các bạn có thể thấy ở đây nhá. Chúng ta có này. Đó, cùng hành quân với bộ đội là những đoàn dân công phục vụ cho chiến đấu. Hình ảnh những đoàn dân công phục vụ cho chiến đấu. Được không nào? Thì ở đây chúng ta có là dân công đỏ đuốc từng đoàn bước chân nát đá muôn tàn lửa bay, nhìn đêm thăm thẳm xương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên. Thế thì các bạn có thể thấy ở đây đó là gì ạ? Đó chính là đây ạ, hình ảnh dân công này. Với những cái bó đuốc đỏ rực soi đường đã làm sáng bừng hình ảnh của đoàn dân công. Khi mà họ làm gì đây ạ? Họ làm cái công việc đó là tiếp lương tải đạn. Họ đến từ nhiều miền quê với đủ mọi phương tiện để chuyên trò. Thế nhưng mà trong lòng của họ thì cái điều quan trọng nhất, đó chính là họ mang một cái lòng quyết tâm, sự kiên cường để vượt qua núi đèo được không ạ? À? Để vượt qua núi đèo, để đảm bảo sức mạnh cho bộ đội chiến đấu và chiến thắng các bạn nhé. Với những cái bó đuốc đỏ rực soi đường và ở trong cái phần này thì có sử dụng một cái hình ảnh cường điệu ấy, giống như chị có nói với các bạn đó chính là gì đấy, bước chân nát đá. Đây đúng là cường điệu, đây đúng là phóng đại, đây đúng là nói quá rồi, bởi vì làm gì có chuyện mà bước chân mà lại nát được đá. Đúng không ạ? Thế nhưng mà sử dụng cái cái hình ảnh cường điệu đó để làm gì đây? Để khẳng định cho cái ý chí phi thường, cho cái sức mạnh to lớn của nhân dân trong kháng chiến và các bạn có thể thấy rằng là nhân dân cũng chính là người đồng hành với gì ạ? Với lực lượng quân đội, với những người lính để có thể hỗ trợ cho họ hoàn thành được cái tức là gì ạ? Cái chiến thắng của dân tộc ta là cái cuộc chiến đấu của cả dân tộc. Được không ạ? Và chúng ta nhận được cái sự đoàn kết, chúng ta nhận được cái sự chung sức một lòng của cả dân tộc. Và chính vì cái điều đó mà cuộc chiến đấu của chúng ta là cuộc chiến đấu vì chính nghĩa bên cạnh đó lại nhận được cái sự ủng hộ, lại nhận được một cái tinh thần đoàn kết vô cùng to lớn của nhân dân ta, vậy nên kháng chiến sẽ nhất định thắng lợi, phải không ạ? À? Kháng chiến sẽ nhất định thắng lợi. OK chưa nào? thì chúng ta có thể thấy đó là một cái sự đồng lòng của quân và dân ta. Từ đó chúng ta có thể thấy hai câu thơ tiếp theo, nhìn đêm thăm thẳm xương dày đèn pha bật sáng như ngày mai lên đó là một cái điều tất lẽ dĩ ngẫu sẽ xảy đến với một cái cuộc đấu tranh chính nghĩa và nhận được cái sự tham gia đoàn kết của toàn dân tộc chúng ta thấy được một cái tương quan đối lập giữa hai câu thơ này đó là tương quan đối lập giữa bóng tối và ánh sáng nghìn đêm thăm thẳm xương dày đèn pha bật sáng như ngày mai lên mà đúng không ạ à? Chúng ta nhận ra được một cái tương quan ở đây. Phải không nào? Chúng ta nhận ra được một cái tương quan ở đây. Và trong cái tương quan này thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? À trong cái tương quan này thì chúng ta sẽ thấy là đó là tương quan đối lập giữa bóng tối và ánh sáng. Bóng đêm ở đây, một cái đêm đen thăm thẳm nghìn đêm gợi ra một cái kiếp sống nô lệ của nhân dân ta dưới ách đô hộ của kẻ thù. Chúng ta đã trải qua nghìn đêm rồi. Đúng không ạ? Nghìn đêm thăm thẳm rồi Phải không nào? Thế nhưng mà bây giờ sẽ là thời điểm ánh sáng của niềm tin vào ngày mai, vào thắng lợi huy hoàng và vào những cái điều tốt đẹp mà chúng ta sẽ gặp trong cái cuộc chiến đấu của mình. Đúng không ạ? Ánh sáng đã lấn áp bóng tối. Và chiến thắng là điều tất yếu của dân tộc giống như chị đã nói. Được không nào? Và các bạn có thể thấy rằng là cái đoạn thơ bao gồm 8 câu thơ này đã thể hiện đậm chất sử thi và giàu tính lãng mạn và đã khắc họa sâu sắc cuộc kháng chiến của toàn dân toàn diện với sự tham gia của gì? Lực lượng quân đội, với sự tham gia của gì? Nhân dân, đúng không ạ? À? Với gì ạ? À? Với những cái gì ạ? À? Với một cái sức mạnh mà chúng ta phải nói rằng cái tinh thần đoàn kết đó, nó đã, nó đã kết thành một cái làn sóng vô cùng, vô cùng mạnh mẽ. Và nó có sẽ thể sẵn sàng, sẽ cuốn phăng đi tất cả mọi trở ngại trên hành trình, trên cái con đường mà nó đi đúng không nào thế nên thành ra chúng ta có thể thấy là gì ạ chúng ta có thể thấy rằng chiến thắng là tất yếu kháng chiến nhất định thắng lợi đúng không ạ kháng chiến trường kỳ nhất định sẽ thắng lợi và chính cái điều đó các bạn ơi các bạn có thể thấy rằng là gì ạ và đúng là chúng ta đã lập nên những cái kỳ tích và những chiến công ở bốn câu thơ tiếp theo đúng không à chúng ta đã lập nên Được không nào chúng ta đã lập nên lập nên những kỳ tích những chiến công tin vui chiến thắng trăm miền hòa bình tây bắc điện biên vui về vui từ đồng tháp an khê vui lên việt bắc đèo re núi hồng được không ạ à? thế thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ à? bốn cái câu thơ mà chúng ta có ở đây bộ đội ta gieo mừng chiến thắng bên bạn bên bên xác máy bay địch hình ảnh đấy ạ à. các bạn có thể quan sát nó nhịp thơ dồn dập náo nức phấn khởi liệt kê những địa danh trải dọc trăm miền đất nước với gì với tin vui chiến thắng tin vui chiến thắng trăm miền cơ mà có hòa bình tây bắc điện biên đúng không có gì nữa đây ạ à? à có đồng tháp an khê Đèo Re, Núi Hồng. Vậy là gì ạ? Từ Bắc vào Nam rồi lại quay trở lại về Việt Bắc. Cho chúng ta thấy được cái tốc độ thần kỳ của chiến thắng. Niềm vui như lan tỏa khắp nơi. Đúng không ạ? Sau đó lại quay trở về với Việt Bắc. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng nếu như các bạn theo dõi một những cái phần video clip về chiến dịch Điện Biên Phủ thì các bạn sẽ thấy đây quả thực là một cái là một cái cuộc kháng chiến vô cùng thần kỳ. Được không ạ? À? Của nhân dân ta Nhưng chúng ta cũng biết được rằng Để có thể có được cái thắng lợi như vậy Thì đó là một cái sự kết tinh Một cái sự kết tinh của gì đây ạ? À? Toàn dân tộc đang hợp lực cùng với nhau Đồng hành cùng khóa học văn VIP 2K6 của học văn chị Hiên Để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé